Và bây giờ xin mời quý vị nghe một bài hát thánh ca rất gần với tình ca Và con tim đã vui trở lại của nhạc sĩ Đức Huy. Các chị thuộc bài hát này hãy lên đây với chúng tôi, chúng ta sẽ cùng hát Và con tim đã vui trở lại. Xin mời lên sân khấu. Chọn hôm nay dưới cuộc vui mọi người bước đi một mình, tôi về nhiều lần ướt mi chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm mù tối cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được con đứa rồi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được hơn nữa rồi. Và con tim phải đi qua vực sâu tôi sẽ không sợ hãi gì vì người gần bên tôi mãi. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được an cư thôi. Và con tim đã vui trở lại, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tới đây
bởi sức hút của những bài thánh ca, dẫu rằng là nó được trình diễn như những ca khúc pop, những ca khúc phổ thông, chứ không phải là những bài hát mà chúng ta vẫn hát trong mỗi thánh lễ. Chỉ chừng đó thôi, để cho chúng ta hiểu rằng lời Chúa bằng tiếng hát có thể đi vào tâm hồn của mỗi chúng ta rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã có mặt tại đây. Cảm ơn hơn nữa quý vị đã ngồi với chúng tôi đến giờ này. Và bây giờ thì đã đến lúc chúng ta phải chào tạm biệt nhau. Xin một lần nữa được cảm tạ quý vị. Và tôi hy vọng rằng với cá nhân tôi, lần sau có được anh Vũ Hiếu mời thì quý vị không đuổi tôi.